Anh Gái Văn Lan Tỉnh Trân xin kính chào tất cả các cô chú anh chị mình đang yêu Hoa Lan trên mọi miền tổ quốc nha. Số điện thoại đặt hàng em là 0919536598. Thì hôm nay em có về một nô kiều vàng nha các anh chị ơi, kiều vàng nhé, phải mỡ gà nha. Kiều vàng đang nụ nha, ta nói phải nói là phun nụ luôn các anh chị ạ. Phun nụ luôn này, đây này, em lấy cái chậu này cho các bác nhà mình coi nha. Đó, quá trời đẹp luôn, hầu như là chậu nào cũng như chậu nào hết nha các anh chị nhá. Cái này là hoa chơi chuẩn Tết luôn nha các bác ơi, hoa chơi chuẩn Tết luôn nha. Kiều vàng thì là hàng rừng luôn nha các bác ơi, kiều vàng là hàng rừng rồi nha. Bông là họng vàng, bông trắng họng họng cam chứ không họng vàng nha. Siêu bự siêu to luôn. Ta nói chơi đúng chất lượng luôn nha, đẹp lắm các anh chị ạ. Thật sự rất là đẹp luôn nha. Đó, nụ này. Phun nụ luôn nha. Cây nào cây đấy là ta nói chơi Tết đúng là chất lượng luôn. Nè. Cứ 2-3 vòi nụ một thân. Đó, hàng này thì cây rất là khỏe rồi. Cây của hàng này thì rất là khỏe rồi các anh chị ạ. Rồi hôm nay giá em chia sẻ với cả nhà là với giá là giá yêu thương đi, 439.000 một chậu em bao ship. Hai chậu em lấy với giá là 800. Bán với giá tương tác cho cả nhà mình sưu tầm thôi. Đó, đẹp chưa? Trời ơi nụ này. Trời ơi nụ đẹp lắm luôn đấy các bác ạ. Nụ ôi trời này. Cái này mà chơi Tết thì khỏi phải chê luôn các bác ơi. Chậu to lắm nha, không phải chậu bé đâu các bác ơi này. Đó, quá trời mê luôn các bác nha. Kiều vàng nha. Đó, kiều vàng hoa chơi Tết nha. 439.000 một chậu, bao ship, hai chậu là 800. Đó, đẹp ơi là đẹp luôn á. Nụ quá trời nụ luôn. Cái này số lượng em không có nhiều đâu, em có 10 chậu thôi. Bác nào nhanh tay thì được, còn chậm tay là hết nha. Đó, chậm tay là hết nha cả nhà nha. Đẹp lắm, thật sự rất là đẹp luôn. Quá trời mê luôn nha. Nụ này. Này chơi hoa chuẩn Tết thì khỏi phải bàn luôn rồi. Đó, bác nào sưu tầm cái dòng kiều kiều vàng nhưng mà kiều mỡ gà nha. Kiều vàng, hoa màu trắng hộc, màu cam, hoa rất là thơm luôn. Đó, bác nào sưu tầm thì alo cho em nha. Cảm ơn tất cả các anh chị mình rất là nhiều. Có 10 chậu thôi, không có nhiều các bác, số lượng chỉ có 10 chậu thôi. Bác nào nhanh tay là được, chậm tay là hết hàng nha.